bức tranh sơn thủy khổ rất dài rộng được vẽ từ chuyển từ tranh in và chế tác thêm do khổ rộng quá nên là phải chế thêm mà. Bức này lên đẹp. Quay chi tiết hả? Ừ. Quay cả chi tiết nữa. Có mà. Thế thì mà quay zoom lên. Zoom lên đó, zoom lên. Đôi ngựa này là họa sĩ Trần Minh thể hiện. Hai cái ngựa là họa sĩ Trần Minh là sinh năm Canh Ngọ nhé, 1990 là tuổi ngựa nên là vẽ ngựa rất đỉnh. Không những vẽ ngựa mà sản xuất ra ngựa. Tuổi ngựa sản xuất ra tuổi ngựa đẹp. Cái cổ này hơi mỏng. Đâu? Cái này là nó mất phần sáng mà. Hay tí đẩy nhấn tí. Nhấn bên đây tẹo này. Đâu? Nhấn bên này này. Đi đấy, nhấn bên này tẹo này. Mở. Nhìn nó cái lẫn phần sáng. Cho nó tối hơn cái phần sáng này. Nhưng mà lại sáng hơn phần tối bên đấy.